Và đây là Samsung Galaxy A23 phiên bản 4GB với mức giá là 5.690.000. Chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại thẻ rộng điện máy xanh. Về cấu hình của máy thì máy trang bị một màn hình 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Máy trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có 4GB và 6GB thì chúng ta được chọn phiên bản. Bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie chúng ta sẽ có dạng hình giọt nước với độ phân giải là 80 cell. Pin chúng ta sẽ có 5.000 và có hỗ trợ sạc nhanh là 25W các bạn. Rất là tuyệt vời. Và đây là trong những dòng điện thoại thiết kế rất là đẹp các bạn. Mặt lưng của máy được giãn kính các bạn nha, rất đẹp và nổi bật với cụm camera rất hầm hố với độ phân giải camera chính là 50 cell, camera phụ thứ nhất là 5 và hai camera phụ còn lại là 20 cell. Và đây là đèn LED đấy, rất đẹp các bạn. Màu xanh ngọc này rất là nổi bật luôn, tuyệt vời. Máy cầm rất là ôm trong lòng bàn tay các bạn, nó không có hiện tượng mà cấn tay gì đâu bạn, rất là tuyệt vời. Với mức giá hiện tại tại thế rộng điện máy xanh là 5.690.000, chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng, chỉ còn 5.190.000 thôi các bạn. Và đây là một trong những thời điểm đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Và có hỗ trợ góp 0% lãi suất, chúng ta chỉ cần cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta có thể làm hồ sơ được rồi các bạn nha.